thì đến hạn lại lên. Bữa nay em xin trình bày một bệnh nữa, gọi là ở chua bao tử. Cái bệnh này nó cũng rất là thú vị. Thì cái khu vực ảnh hưởng của nó là từ bao tử của mình, và nó ngược lên tới cái cổ họng, tức là cái hệ thống tiêu hóa của mình, là cái đường tiêu hóa của mình nữa nha. Thì cái bệnh này nó cũng rất, tại sao nó nguy hiểm, mọi người nên nhớ cơ thể mình, bao tử nó tạo ra cái axit, mà axit mình nhiều quá mà vô những chỗ không cần thiết, nó có thể phá hủy cái thành cơ quan của mình. Trong trường hợp này là nó phá hủy cái bao tử của mình, cái thành bao tử rất là nguy hiểm. Quý vị nên nhớ là bao tử mình, cái tế bào của nó rất là mạnh, thường là nó phải, nó chịu đựng được cái axit, tại vì bao tử mình nó càng axit để nó tiêu hóa thức ăn mà, nhưng mà nó quá nhiều nó có phá hủy đó, rất nguy hiểm. Cho nên mời quý vị hãy theo em nghe hết cái bệnh này. Thì tại sao mình bị bệnh? Thì bà con cô bác hãy nên nhớ rằng bình thường đó, là cái bao tử mình nó có một cái bộ phận ngay chỗ này đây, khi mà nó bình thường là nó đóng rất là chặt, là axit sẽ không bị ngược lên, và axit tiêu hóa cái thức ăn rất là bình thường. Nhưng khi cái bộ phận nó yếu đi, nó đóng không chặt, quý vị thấy không, bao axit nó chọi ngược lên cuốn họng mình, thì mình bị bệnh axit, hay là gọi là ở chua trào ngược. Em xin trình bày về triệu chứng và phòng bệnh. Khi mình cảm thấy đau ngực, khi gặp người xuống, nằm xuống hoặc ăn, cảm thấy nóng rát ở cổ họng sau khi ăn, khó nuốt, cảm giác thức ăn bị vướng giữa cổ họng, thì đó là những triệu chứng và mình nên có câu hỏi trong đầu. Phải nên để ý cái chuyện đó. Và mình phòng bệnh là sao? Thường á, bà con cô bác mình ăn á, là bữa cơm là phải có ớt. Nhưng mà ăn ớt rất nhiều á, nó tạo cái bệnh này nó nặng hơn. Cho nên hạn chế ăn ớt, đặc biệt là nếu mình bị bệnh này thì nên hạn chế ăn ớt. Cũng giống như là uống rượu bia, tại vì rượu bia nó tăng thêm cái axit. Và đặc biệt là hút thuốc, nên hạn chế hút thuốc. Tại hút trong cái thuốc lá nó có nhiều, rất là nhiều cái chất hóa học. Nhưng mà một cái anh mà ở đây, đặc biệt cái anh nicotine á, anh đó anh sẽ làm cho cái bộ phận mà đóng nó nở ra, nó giãn ra, nó không đóng chặt, thì axit nó sẽ chọi ngược lên. Và đặc biệt nữa là như em, nhiều khi em bận rộn á, em ăn rất là nhiều, ăn một bữa rất là no, rồi đi làm việc liền, hoặc là nằm xuống ngủ liền, cái đó rất là có hại. Quý vị hãy nên nhớ là ăn thì mình ăn nhiều bữa nhỏ, và đặc biệt là ngồi nghỉ chút xíu, chứ đừng có đi ngủ liền, và đừng có đi làm việc thể dục là đi gym liền, thì nó tạo cho axit mình nó ngược lên. Thì quý vị nhớ cái đó nha, cái điều chỉnh lại cái cách sinh hoạt của mình nó rất là quan trọng. Thì thường khi mình nói những cái triệu chứng đó là bác sĩ họ đã biết mình bị axit ở chua rồi, nhưng đôi khi họ phải làm thêm hai cái phương pháp để họ xác định cái mức nặng, cái mức mà nghiêm trọng như thế nào. Là cái hình bên trái em xin trình bày quý vị là họ sẽ đưa thẳng cái máy quay phim vô cái cuốn họng của mình, và họ đi xuống để họ nhìn cái chỗ đó nó có bị xói mòn và nặng bao nhiêu. Đây là trực giác bằng nhìn bằng con mắt. Và cái thứ hai nữa là họ đưa cái bộ phận này, quý vị nhanh nhớ cái chỗ này nè, cái chỗ này này thường là axit không thể nào mà lên đây được nếu như chỗ này nó bị đóng. Nhưng nếu cái bộ phận này này nó vô, nó đo cái nồng độ pH, mà nó vô đó mà nó thấy cái pH mà nó nhỏ, tức là axit nó bị cao lên, là họ biết là cái bộ phận đóng của mình nó yếu rồi. Đây là cái hai cái phương pháp mà bác sĩ dùng để mà xác định cái mức trầm trọng, để mà sau đó thì bác sĩ họ sẽ nghĩ về cái cách điều trị như thế nào. Thì thường á, mọi người nên nhớ là mình hay ra những cái hiệu thuốc á, mình thấy cái anh đều là anh tên Thâm á, anh tên Thâm, thì cái anh này á, chẳng qua ảnh là cái calcium carbonate, ảnh là một cái loại muối. Và cái anh axit của mình á, là ảnh là có cái HCl là axit tạo ra bởi bao tử rất là mạnh, để mà nó tiêu hóa thức ăn.
Thì trong trường hợp này á, cái anh tâm của mình á, anh sẽ phản ứng với cái anh axit của mình, anh sẽ tạo ra cái muối mới và axit mới. Trong trường hợp này á, là cái muối này á, nó có cái gốc chloride, tức là nó muối hòa tan nhé. Và đặc biệt cái axit carbonic này nó yếu hơn cái anh HCl. Thì bằng cách đó thì mình thấy cái thuốc này nó vô nó làm giảm cái đau rất là nhanh. Nhưng nên nhớ rằng á, nó không trị dứt điểm và nó chỉ là cái tạm thời thôi nhé quý vị. Và em xin trình bày tiếp hai anh nữa, mức độ nặng là một anh nữa gọi là anh cimetidine. Cimetidine này á là anh tấn công vô cái H2 receptor, tức là mọi người chỉ nhớ là nó là giống như một cái dạng histamine signal vậy đó, là anh tấn công vô cái chỗ này. Còn cái anh là omeprazole là anh tấn công vô cái hệ thống đẩy của cái hydrogen ion. Thì bằng cách là cản trở chỗ này và tấn công chỗ này thì nó không ra được H cộng. Còn như hồi nãy mình nói cái anh thâm á, quý vị nhớ không, anh thâm làm sao khi mà axit nó trào ra rồi, anh thâm anh vô anh hòa tan bớt thôi. Thì có đôi khi nặng quá bác sĩ phải cho quý vị tới ba anh này trên chiến trường mặt trận luôn. Thì đó, bữa nay em chỉ có trình bày ngắn gọn cái bệnh này thôi. Thì cảm ơn quý vị đã theo dõi, và ai có nhu cầu tư vấn bệnh và mua thuốc gì thì liên hệ mình. Cảm ơn và chúc mọi người sống khỏe sống tốt. Sức khỏe là ba.